đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Phản ứng của Kiatisak trước khả năng làm trợ lý cho huấn luyện viên Chelsea. U20 Việt Nam nhận thêm tin cực vui từ AFC ở giải châu Á. Huấn luyện viên Kiatisak, ông Chelsea hỏi có bao nhiêu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã được ở đội tuyển Việt Nam. Phản ứng của Kiatisak trước khả năng làm trợ lý cho huấn luyện viên Chelsea. Huấn luyện viên Kiatisak đã có phản ứng khá bất ngờ trước câu hỏi về việc khả năng gia nhập vào đội ngũ trợ lý của ông Chelsea. Sau 4 trận hòa, Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng đầu tiên ở một giải V-League năm nay. Trước đối thủ mạnh như Viettel, các học trò của huấn luyện viên Kiatisak bất ngờ đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên Kiatisak bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của đội bóng phố núi. Đồng thời, Zico Thái cũng chia sẻ rằng ông cho các cầu thủ trẻ để vào sân để huấn luyện viên Chelsea chứng kiến họ thi đấu. Cuối buổi họp báo, có phóng viên đã đặt câu hỏi với Kiatisak rằng vậy ông nghĩ sao nếu được ông Chelsea mời về làm trợ lý? Nhà cầm quân người Thái đã trả lời khá hài hước: "Tôi chỉ có thể cười thôi." Sau đó, huấn luyện viên Kiatisak cười tươi rồi kết thúc phần trả lời truyền thông. Ra khỏi cửa phòng họp báo, vị chiến lược gia sinh năm 73 nán lại sân để chụp ảnh với khán giả rồi mới di chuyển vào đường hầm. "Chúng tôi bối rối một chút khi bị Viettel gỡ hòa ở hiệp 1. Sau khi bình tĩnh và kiểm soát được thế trận, cộng thêm một chút may mắn, Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng chung cuộc." Như các bạn đã biết, Hoàng Anh Gia Lai đã có 4 trận hòa trước khi làm khách ở sân vận động Hàng Đẫy. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm rồi giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải. "Tôi tin tưởng rằng lứa cầu thủ hiện tại của Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi ngày càng tốt hơn. Họ có năng lực và hoàn toàn có thể làm được như lứa đàn anh." Huấn luyện viên Kiatisak nói thêm. Trong ngày huấn luyện viên Chelsea dự khán, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã lập công. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của Quốc Việt trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở sân chơi V-League. Trước đó, vào chiều cùng ngày, mùng 6 tháng 4, Phù Thủy Trắng cùng trợ lý đã có mặt ở sân vận động Hòa Bình để theo dõi trận đấu giữa Hòa Bình và PVF Công an Nhân dân thuộc giải hạng nhất quốc gia. Quốc Việt cùng Hoàng Anh Gia Lai sẽ được trở về chơi trên sân nhà ở vòng 6 V-League 2023. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak tiếp đón Khánh Hòa vào ngày 11 tháng 4. Khánh Hòa cùng với Công an Hà Nội là tân binh của mùa giải năm nay. U20 Việt Nam nhận thêm tin cực vui từ AFC ở giải châu Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới đây nhận thêm chỉ thị từ AFC về việc đăng cai vòng loại U20 nữ châu Á. Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã đồng ý cho phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đăng cai các trận đấu tại bảng A, vòng loại 2 giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024. Vòng loại 2 dự kiến tổ chức từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023. Như kết quả bốc thăm ngày 23 tháng 3, ở vòng loại 2, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng với các đối thủ là Australia, Iran và Liban. Sân vận động Việt Trì, Phú Thọ tiếp tục là địa điểm diễn ra các trận đấu này. Ở vòng loại thứ 2, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất và nhì tại mỗi bảng đấu cùng với 3 đội có thành tích cao nhất tại mùa trước, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chủ nhà Uzbekistan sẽ cùng tranh tài tại vòng chung kết diễn ra vào năm sau. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức thành công các trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F. Vòng loại thứ nhất trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Ở vòng này, đội tuyển U20 Việt Nam đã có 2 chiến thắng trước nữ Indonesia, nữ Singapore và trận hòa trước U20 nữ Ấn Độ để giành vé vào chơi tại vòng 2. Theo đó, tuyển U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Ấn Độ bằng điểm nhau nhưng hiệu số bàn thắng của đội chủ nhà nhỉnh hơn đối phương. Trước đó, đánh giá với các đối thủ tại vòng loại thứ 2, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam Akira Iziri cho biết: "Tôi cho rằng chúng ta đã lọt vào bảng đấu gồm các đội rất mạnh. Để giành chiến thắng, chúng ta phải thi đấu thật quyết tâm. Ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để cải thiện và xây dựng hàng thủ vững chắc, chuyển đổi nhanh chóng và cải thiện khả năng ghi bàn, rút kinh nghiệm vòng loại đầu tiên." Theo lịch thi đấu, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Iran, Liban trước khi đối đầu với đội tuyển U20 nữ Australia ở lượt trận đấu cuối. Đây sẽ là thử thách khá khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri. Tuy vậy, toàn đội vẫn tự tin và đề ra mục tiêu đi tiếp vào các vòng đấu sâu hơn. Huấn luyện viên Kiatisak, ông Chelsea hỏi có bao nhiêu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã được ở đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia Kiatisak Senamuang đã tiết lộ cuộc trò chuyện giữa ông với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Chelsea Philippe khi cả hai có cuộc gặp gỡ ở vòng 5 V-League 2023. Tối 6 tháng 4, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai gây ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Viettel ở vòng 5 V-League 2023. 4 bàn thắng của Châu Ngọc Quang, Trần Minh Vương, Nguyễn Quốc Việt và Paulo đã giúp đội bóng phố núi có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 với 7 điểm. Ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Kiatisak bất ngờ với kết quả thắng 4-1 trước ứng viên cho chức vô địch. "Tôi biết đội chủ nhà rất mạnh. Trước khi gặp chúng tôi, Viettel đã thắng Bình Thuận 6-0 ở Cúp Quốc gia và từng đánh bại Công an Hà Nội 2-0. Vì thế chúng tôi phải tập trung thi đấu chắc chắn. Sau bàn gỡ hòa 1-1 của Viettel, chúng tôi hơi bối rối. Nhưng sang hiệp 2, toàn đội đã trở lại làm chủ thế trận. Thêm may mắn nữa nên giành chiến thắng." Nhà cầm quân người Thái Lan phát biểu. Huấn luyện viên Kiatisak cũng từ chối bình luận về quyết định thổi phạt đền cho Viettel vào giữa hiệp 1 và khiến Hoàng Anh Gia Lai bị gỡ hòa. Theo ông, đội bóng phố núi chấp hành luật chơi.
sau khi Hoàng Anh Gia Lai thay thế 6 cầu thủ trụ cột ở mùa giải năm ngoái, thì đây là cơ hội cho cầu thủ trẻ. Chúng tôi trước trận đấu này có 4 trận hòa liên tiếp. Quãng nghỉ vừa qua là thời gian quý báu cho cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, từ đó các bạn có sự tự tin hơn. Tôi nói rằng khi tự tin thì họ có thể giành thành tích được như đàn anh năm ngoái, nhưng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, từng bước một tích lũy, huấn luyện viên Kiati Sắc nhấn mạnh. Có một chi tiết đáng chú ý trước khi gặp Viettel ở vòng 5 V-League 2023, huấn luyện viên Jose Felipe của đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam đã đến theo dõi buổi tập của Hoàng Anh Gia Lai. Theo huấn luyện viên Kiati Sắc, ông đã bắt tay và chào hỏi chúc mừng đồng nghiệp Jose trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Ông Jose hỏi có bao nhiêu cầu thủ trẻ có thể chơi cấp độ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tôi liền mời ông ấy đến xem trận đấu để đánh giá vì có những cầu thủ trẻ được đá ngay từ đầu và cầu thủ trẻ trong danh sách. Sau đó có kết quả thuận lợi với Viettel, tôi thay cầu thủ trẻ vào để thể hiện. Đây là cách để giúp huấn luyện viên Jose có sự lựa chọn. Phản ứng của Kiati Sắc trước khả năng làm trợ lý cho huấn luyện viên Jose. Huấn luyện viên Kiati Sắc đã có phản ứng khá bất ngờ trước câu hỏi về việc khả năng gia nhập vào đội ngũ trợ lý của ông Jose. Sau 4 trận hòa, Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng đầu tiên ở một giải V-League năm nay. Trước đối thủ mạnh như Viettel, các học trò của huấn luyện viên Kiati Sắc bất ngờ đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên Kiati Sắc bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của đội bóng phố núi. Đồng thời, Zico Thái cũng chia sẻ rằng ông cho các cầu thủ trẻ để vào sân để huấn luyện viên Jose chứng kiến họ thi đấu. Cuối buổi họp báo, có phóng viên đã đặt câu hỏi với Kiati Sắc rằng vậy ông nghĩ sao nếu được ông Jose mời về làm trợ lý? Nhà cầm quân người Thái đã trả lời khá hài hước: tôi chỉ có thể cười thôi. Sau đó, huấn luyện viên Kiati Sắc cười tươi rồi kết thúc phần trả lời truyền thông. Ra khỏi cửa phòng họp báo, vị chiến lược gia sinh năm 73 nán lại sân để chụp ảnh với khán giả rồi mới di chuyển vào đường hầm. Chúng tôi bối rối một chút khi bị Viettel gỡ hòa ở hiệp 1. Sau khi bình tĩnh và kiểm soát được thế trận, cộng thêm một chút may mắn, Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng chung cuộc. Như các bạn đã biết, Hoàng Anh Gia Lai đã có 4 trận hòa trước khi làm khách ở sân vận động Hàng Đẫy. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm rồi giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Tôi tin tưởng rằng lứa cầu thủ hiện tại của Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi ngày càng tốt hơn. Họ có năng lực và hoàn toàn có thể làm được như lứa đàn anh, huấn luyện viên Kiati Sắc nói thêm. Trong ngày huấn luyện viên Jose dự khán, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã lập công. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của Quốc Việt trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở sân chơi V-League. Trước đó, vào chiều cùng ngày, mùng 6 tháng 4, Phù Thủy Trắng cùng trợ lý đã có mặt ở sân vận động Hòa Bình để theo dõi trận đấu giữa Hòa Bình và PVF Công an Nhân dân thuộc giải hạng nhất quốc gia. Quốc Việt cùng Hoàng Anh Gia Lai sẽ được trở về chơi trên sân nhà ở vòng 6 V-League 2023. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kiati Sắc tiếp đón Khánh Hòa vào ngày 11 tháng 4. Khánh Hòa cùng với Công an Hà Nội là tân binh của mùa giải năm nay.